Nữ diễn viên lên tiếng thừa nhận đã đặt mua chất độc gây chết người, bật khóc xin nhận mọi hình phạt. Sau nhiều đồn đoán từ công chúng, danh tính của nữ diễn viên đặt mua chất độc cyanua đã lộ diện. Cô bật khóc trên truyền hình và xin nhận mọi sự hình phạt. Mới đây, làng giải trí Thái Lan rúng động trước thông tin một nữ diễn viên nổi tiếng có tác phẩm điện ảnh thu về hơn 100 triệu bạt, khoảng 70 tỷ đồng, đã đặt mua chất độc cyanua. Tờ Khao Sốt đưa tin, trong quá trình điều tra vụ án giết chết 13 người bằng chất độc cyanua, cảnh sát phát hiện nghi phạm mua thuốc tại một nhà máy ở khu vực Lát Ra Bang. Đáng nói, khi kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tên một nữ diễn viên nổi tiếng xuất hiện trong danh sách mua hàng. Cô cũng đã bị triệu tập để điều tra vào ngày 8 tháng 5 tới đây. Từ những thông tin trên, công chúng liên tục nhắc tên bài phần Kim Chanok và Sai Intira Charoenpura, tuy nhiên cả hai khẳng định không liên quan đến vụ việc. Đến tối ngày 5 tháng 5, truyền thông xứ Chùa Vàng đồng loạt đưa tin Aishwarya Pongchananikon lên tiếng thừa nhận cô là nữ diễn viên được nhắc đến. Xuất hiện trong chương trình Nốt Rasa tối ngày 5 tháng 5, cô bật khóc khi nói về vụ việc. Aishwarya cho biết cô đặt mua cyanua từ ngày 25 tháng 4 và nhận hàng ngày 27 tháng 4. Nữ diễn viên giải thích rằng cô mua chất độc để đuổi rắn rết và các loài bò sát khác. Vì nhà bị sạt lở đất nên xảy ra tình trạng bò sát tấn công vật nuôi, gia đình cô đã cố gắng tìm giải pháp khác nhưng không hiệu quả. Aishwarya thừa nhận lỗi sai của bản thân vì không biết việc mua cyanua là nguy hiểm, bất hợp pháp. Cô cho biết sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ pháp luật. Aishwarya, sinh năm 1990, là người mẫu kiêm diễn viên Thái Lan. Cô nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính hai phim điện ảnh ATM ở Jack Eros 2012 và Y Phai Thanh Yêu Lớp Yêu 2014. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như Squid, Confidently in Love, Love Under the Moonlight.